Hello. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến tất cả các thầy cô cũng như các bạn tân sinh viên thân mến của trường đại học Văn Lang. Yeah. Cho Ly xuống đây nhá. Có phải anh là thiên thần đến bên anh thật ân cần để cho anh làm em thêm một chút. Lắng nghe tim của anh này, nắm bên tay của anh này, hẹn theo anh đi khắp thế gian. Đón bình minh mùa xuân tặng anh và làm cho em ngắm hoàng hôn mùa đông tặng nơi còn là bất ngôn. Anh chỉ trong tình yêu tặng nơi còn là Paris. Người yêu ơi, hãy cho anh bên em đến giữa chân trời trong vòng tay của anh. Người yêu ơi, hãy cho anh yêu em đến sẽ thủy chung với tình yêu đã say. You are my angel, my angel. Cho anh gần em thêm một chút. Lắng nghe tim của anh này, nắm đôi tay của anh này, theo anh đi khắp thế gian. Đón bình minh mùa xuân tặng nơi đó là trái ban. Đón hoàng hôn mùa đông tặng nơi đó là cơn đôi. Đón chỉ trong tình yêu tặng nơi đó là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa. Sẽ làm vừa vai to. Nếu như em giận anh sẽ phóng xe đi thật nhanh, mua tặng em một nhành hoa xinh. Yeah, yeah. Cảm ơn tất cả mọi người.